thưa quý vị, vì sao mà ta đau khổ trong những cái mối quan hệ đời sống hàng ngày? Như là một con người chắc chắn chúng ta sẽ có mối quan hệ thôi, dù đó là nam nữ, yêu thương, luyến ái, hay đó là mối quan hệ huyết thống gia đình hàng ngày. Khi mà ta đau khổ trong mối quan hệ, thì ta thử trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Khi mà mình thương một người, chắc chắn ba cái trường hợp cơ bản này sẽ diễn ra. Trường hợp A là mình biểu họ nghe lời của mình và họ phải làm cái điều mà mình muốn. Trường hợp B là mình để cho họ làm cái điều họ muốn. Và trường hợp C, hơn thế nữa, mình hạnh phúc và vui với những gì mà làm cho họ vui. Tại khi mà mình đau khổ trong cái mối quan hệ, tức là nó thể hiện con người của mình. Trong khi mình thương yêu, mình chỉ muốn họ nghe lời mình. Khi tôi thương anh là anh phải nghe lời tôi nha, nhớ đó. Tức là họ phải làm cái điều mình muốn, họ phải làm hài lòng mình. Cái điều này nó thể hiện con người mình gì? Độc ác, tham lam. Cho nên mình bóc lột họ. Nó thể hiện mình rất là quá đáng và rất là vô lý. Bởi vì họ không phải là đồ chơi để cho mình thỏa mãn cái tôi tham lam, ích kỷ, bản ngã của mình. Thứ hai, nếu mà mình chưa có cái niềm vui, hạnh phúc hàng ngày khi sống, khi ở với họ, thì nó biểu hiện rằng họ chưa có làm cái điều mình muốn. Mình hy vọng là họ làm cho mình vui, họ làm cho mình thỏa mãn mà họ chưa có làm. Nhưng mà mình không phải là một người quá độc ác, cho nên mình im chứ mình không có nói gì. Nhưng mà lòng thì nó không có hoan hỷ, nó không có hạnh phúc. Cái kiểu này á, nó thể hiện con người của mình là còn ích kỷ, còn coi họ như phương tiện để đáp ứng cho lòng tham của mình. Lâu ngày đầy tháng nó cũng tức nước vỡ bờ, họ cũng sẽ biết và mình cũng không thể sống nổi. Bởi vì con người sống là cần thức ăn, vật lý hay tâm lý thì mình cũng cần thức ăn hết đó. Cái bụng nó đói thì nó cần thức ăn, cái tâm mà nó cần cái niềm vui. Hàng ngày mà ở với nhau mà không vui chắc chắn sẽ không lâu bền được. Cái thứ ba là khi mình thương một người là mình hiểu họ và mình để cho họ làm cái điều họ muốn. Nhưng mà không những thế, mình còn vui và cảm thấy hài lòng, hạnh phúc khi mà mình nhìn họ vui lòng, hạnh phúc. Thì đây đích thực là tình yêu, đây đích thực là mối quan hệ, đây đích thực là sự hy sinh. Hai cái đầu á, nó thể hiện con người mình là thương yêu bằng cách đi xin, để xin họ làm cho mình vui, xin họ làm cho mình hài lòng. Cái thứ ba á, là đích thực của sự thương yêu, mình đi thương và mình đi cho. Và thương là cho chứ, thương mà đi xin thì đó là đòi hỏi. Đòi hỏi không được cho nên thất vọng nhiều lần thành ra đau khổ nhiều lần thành ra hận thù. Cho nên đau khổ trong cái tình thương, trong mối quan hệ là thể hiện con người mình quá đáng, vô lý, độc ác, bóc lột và ích kỷ. Và ngược lại thì đó là lòng từ bi, sự hy sinh thương yêu đích thực và vô ngã. Cho nên vô tham và mình chỉ biết việc cho đi và thấy họ hạnh phúc, mình hạnh phúc. Cái tôi đó là chướng ngại ở trong mỗi mối quan hệ. Và lòng tham của cái tôi là sự quá đáng, ích kỷ, độc ác, muốn người lúc nào cũng theo ý mình. Và khắc tinh của cái tôi á, đó là tu tập ý thức chánh niệm tỉnh giác liên tục. Mỗi lần xuất hiện với một người mà mình thương hay người thương mình, thì mình cẩn thận, mình muốn thể hiện với họ rằng mình quan trọng, họ phải đáp ứng. Và niềm vui của mình là quan trọng, chứ không phải niềm vui của họ là quan trọng. Mình cẩn thận, khi mình cẩn thận tức là mình ý thức, mình chánh niệm. Ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy là consideration is the size of compassion. Cái sự cẩn trọng với nhau nó, đó là dấu hiệu của lòng từ bi. Và cái mối quan hệ hàng ngày đó là một phương pháp tu tập tuyệt vời để mình nuôi lớn cái lòng từ bi. Mình bỏ đi cái thân kiến chấp chính vào mình là quan trọng chứ không phải là họ. Thì bây giờ ngược lại, họ là quan trọng chứ không phải mình. Thì những gì mà họ thích, họ vui quan trọng hơn niềm vui thích của mình. Còn gì hơn nữa, để mở lòng ra, bỏ cái tôi và làm lớn lòng từ của mình. Và đó là người mình thương, hãy hiến dâng tuyệt vời những gì mà mình có thể có. Kính thưa quý vị, thì như vậy đó, đau khổ đâu có nhiều. Ami Đà Phật.